Shop đồ làm vườn, hàng bãi Nhật xin gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì lên video các bác một cái sản phẩm mà bên em vừa mới về, đó chính là cái dòng bơm. Bơm thì hôm nay em sẽ có hai loại để cho các bác mình lựa chọn. Tiếp đó là cái bộ kéo hàng thêm đúc bãi mà em vừa mới về, và đèn pin hàng ánh sáng siêu đỉnh. Và lát nữa em sẽ chi tiết từng loại một, sau đó em sẽ báo giá để các bác mình tiện theo dõi nhé. Và trước khi đi vào cái phần báo giá thì em xin được chi tiết về cái dòng bơm đầu tiên. Thì bơm đầu tiên khi các bác nhìn trên màn hình đây sẽ là cái bơm Asahi. Em xin lỗi, cái bơm Kabushi nhé. Đây là cái bơm Kabushi. Đấy, các bác có thể bơm xe đạp này, đặc biệt là như nhà em có các con nhỏ thì nhà em hay bơm xe cho các cháu, rất là tiện lợi luôn. Đấy. Một cái dòng bơm thân bơm sẽ làm inox nhé, inox các bác không giờ lo bị han gì các bác. Đấy. Hàng Kabushi của Japan. Cái bơm này thì trên thân bơm sẽ có cả cái đồng hồ các bác có thể nhìn đây các bác bơm nhé, bơm rất chi là nhẹ luôn. Một cái bơm rất là hiện đại của thương hiệu Kabushi độc quyền hàng Japan. Và đặc biệt thì ngày hôm nay em sẽ gửi tới các bác cái giá rất chi là yêu thương. Thì bơm này các bác có thể bơm xe đạp này, bơm các loại bóng bay cho các em nhỏ rất là tiện lợi luôn. Đấy. Nhà em thì em thường xuyên là bơm bóng bay và bơm xe đạp cho các em, cho các cháu nhé. Đấy. Thì cái bơm này ngày hôm nay sẽ gửi tới các bác cái giá sẽ là 140.000 một cây. 140.000 cây bơm, và em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác nhé. Giá rất chi là rẻ các bác ạ. Tiếp theo sẽ là cái bơm thứ hai. Đó là cái bơm dòng này sẽ là bơm bơm chân. Lúc trước em giới thiệu các bác cái bơm là sẽ là bơm tay, và đây sẽ là cây bơm chân các bác nhé. Đây là cái bơm chân này. Bơm chân này cũng là của thương hiệu của Yamazaki hàng Japan các bác ạ. Đây, bơm này sẽ gồm có hai cái piston và các bác có thể dặm chân các bác bơm rất chi là nhẹ luôn các bác ạ. Đấy. Trên thân bơm thì có cả đồng hồ nhé, đồng hồ các bác có thể nhìn vào các bác cân. Và đồng hồ thì tối đa sẽ là 20kg ở trên đồng hồ các bác. Đấy. Các bác đạp rất chi là nhẹ thôi, các bác dậm chân nhẹ thôi. Đấy, nhẹ này thôi. Và bơm này các bác vừa bơm xe đạp này, bơm xe máy này. Ngoài ra các bác có thể bơm được ô tô nhé. Cái dòng bơm này thì bình thường đang gửi tới các bác cái giá sẽ là hơn 300.000. Video em này sẽ giảm giá kịch sàn luôn để gửi tặng các bác, giá chỉ còn 270.000 một bơm, và em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác này. Đấy, giá rất là rẻ với một cây bơm này, bơm siêu tiện lợi các bác ạ. Đấy, bác nào mà chưa có thì các bác nên sắm cho duy nhất, thấp nhất mỗi nhà nên có một cái bơm này nhé, để các bác nhà mình bơm xe đạp, xe máy, bơm cả ô tô được luôn. Ô tô các bác có thể bơm ô tô nhỏ nhé, trọng lượng vừa phải thôi, các bác sẽ sử dụng cái bơm này rất là ok luôn này. Chỉ có 270.000 một cái bơm piston, hai piston này thôi các bác, hàng Japan nhé. Rất chi là tuyệt vời luôn. Đấy. Tiếp tới là cái dòng kéo bãi. Kéo bãi thì hôm nay em sẽ về kéo bãi này nhá. Kéo bãi này với cái kéo này các bác có thể cắt cành to này bằng ngón tay. Trên cái gần ốc chốt màu đen có chữ Made in Japan các bác. Đấy. Toàn bộ là chữ này sẽ là chữ chìm các bác nhá. Đấy. Cái kéo này thì sẽ được làm thép đúc liền khối này, rất chi là dày luôn các bác. Đấy. Và cái phần hình thức thì nó rất chi là dày nhá. Bên ngoài cái phần tay cầm sẽ được bọc một cái lớp vân gỗ ở bên ngoài và chốt hai cái đinh bằng thép đúc đây, hai chấm đinh rất chi là chắc chắn này. Các bác có thể mở phần tay cầm ở dưới đuôi này ra, các bác sử dụng chiếc kéo. Cây kéo này sẽ là lò xo V nhé, lò xo V thì bao giờ cũng được các bác nhà mình ưa chuộng nhiều nhất này. Đấy, hôm nay em săn được cái chiếc kéo này. Bình thường thì đang gửi từ các bác giá là 300.000, video hôm nay sẽ giảm giá chỉ còn 220.000 một cây, và em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác. Đấy, 220.000 một cây nhé các bác nhé, giá rất là rẻ. Thì sẽ có hai màu các bác, hai màu cho các bác mình lựa chọn nhé. Đây, một màu là màu sáng hơn một chút đây, và một màu là màu tối hơn nhé. Thì bác nào lấy cây nào cũng được nhé. Đây, cây này sẽ mang tên là cây kéo thép đúc liền khối hàng bãi hai chấm đinh. Đấy, gồm có hai cái chấm đinh như này các bác nhé, để các bác thì mình phân biệt này. Cây này cắt cực kỳ là sắc bén và rất là đầm tay, và đặc biệt các bác nhà mình mà làm vườn sử dụng nhiều, các bác hãy sử dụng những cái dòng kéo hàng thép đúc này, rất là bền luôn các bác. Đấy, nó bền và nó sắc bén nhé. Chỉ có 220.000 một cây thôi. Đấy, bác nào mà muốn sở hữu những cái dòng sản phẩm này, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên em, hoặc có thể vào Zalo nhé. Zalo cũng là số điện thoại chính em đã ghi ở phần bên cạnh phần video rồi. Và tất nhiên là các bác kéo qua kênh của em, các bác sẽ cho em xin một lượt like khi các bác quan tâm và yêu quý kênh, muốn mua thêm nhiều sản phẩm khác nữa nhé. Tiếp đó là một lượt đăng ký kênh để đón xem được cập nhật được những cái sản phẩm mới nhất, và giá trị sẽ là thấp nhất để gửi tới các bác như mình trải nghiệm. Tiếp theo đó là cái dòng đèn pin này. Đèn pin hôm nay em sẽ có hai loại nhé. Một loại là mẫu vừa. Đây, một loại mẫu vừa đèn pin dòng bãi hàng Made in Japan. Đây là mẫu vừa các bác. Mẫu vừa các bác thì mình thích nhỏ gọn nhẹ thì các bác sẽ sử dụng sang cái mẫu này. Tuy nhiên cái dòng này thì nó rất chi là nhẹ các bác ạ. Cái này nó chỉ nhỏ hơn một chút thôi. Đấy. Thì cái đèn pin này ánh sáng siêu đỉnh luôn, sẽ gồm có 4
bốn mức ánh sáng để cho các bác mình sử dụng nhé. Và đây là cái phần này các bác, thì mình mở ra các bác sạc điện thoại này, sạc đèn pin nhé. Đèn pin này nó là dạng đèn pin tích điện, nhưng mà khi mà các bác sử dụng sạc đầy thì các bác sẽ sử dụng được 6 đến 8 giờ đồng hồ các bác ạ. Rất chi là bền pin luôn. Đấy. Sách rất là nhẹ và đặc biệt ánh sáng thì siêu đỉnh luôn, chắc chắn thì không em nào có thể địch thủ được cái loại ánh sáng của cái đèn này. Và ngày hôm nay thì bình thường đang bán bộ đèn này với giá là hơn 300.000. Video hôm nay sẽ giảm giá chỉ còn 300.000 một đèn pin, và sẽ gồm có chân rời, đây là cái chân của đèn thôi nhá, chân đèn và một cái dây sạc. Dây sạc này thì các bác hãy sạc vào cái củ sạc của điện thoại nhé. Điện thoại tất cả các loại Oppo, Samsung hay là iPhone đều sử dụng được, rất chi là tiện lợi luôn. Cái đèn này các bác có thể mang đi rừng này, đi tuần tra hay đi trông ao hồ nhé, trông vườn bãi. Rất chi là tiện lợi và tuyệt vời luôn. Ánh sáng siêu đỉnh, tích điện từ 6 đến 8 giờ đồng hồ, chỉ có 300.000 một cái đèn này thôi. Tiếp theo, bác nào mà thích to, sáng hơn nữa thì các bác sẽ sử dụng sang cái mẫu đèn này, to hơn nữa nhé. Đèn này sẽ là mẫu đèn đại to nhất, vẫn là hàng của Made in Japan các bác. Ánh sáng siêu đỉnh luôn. Cũng gồm có 4 cái chế độ đèn sáng, và gồm có chân sạc và có cả chân của đèn đi rời. Và giá trị hôm nay bình thường đang gửi tới các bác sẽ là 400.000. Video này sẽ giảm giá chỉ còn 350.000 một cái đèn to đùng như này các bác. Ánh sáng thì siêu đỉnh luôn nhá. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng, các bác test hàng thoải mái xem hàng đúng như trong video các bác mới phải thanh toán trả tiền nhá. Đấy. Hàng này thì rất chi là ok luôn rồi, chắc chắn các bác nhận hàng các bác không bao giờ hối hận được. Đấy. Các bác có thể mua tặng những người bạn bè thân yêu trong gia đình của mình cũng rất chi là ok. Và bây giờ thì một video ngắn em xin phép là tạm dừng tại đây. Tất cả các sản phẩm ở trong video hôm nay bên em sẽ nhận và gửi ship trên toàn quốc nhé. Các bác mua hàng hãy liên hệ trực tiếp tới đầu xuống hoặc ở bên em. Đó, xin phép được tạm dừng cái video và xin được cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Và bây giờ thì xin gửi lời chào tạm biệt tới toàn thể các bác, và hẹn gặp lại các bác ở những video ngắn lần sau.